Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hướng dẫn chúng ta thực hiện đơn giản một cái kỹ thuật làm cho mắt của nhân vật lóe sáng giống như là trong các phim siêu anh hùng. Thì để thực hiện kỹ xảo này thì cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ hoàn toàn sử dụng After Effects và một số cái hiệu ứng cũng như là plugin có sẵn ở trong After Effects cộng với cái bộ Trap Code Size thôi. Thì trước khi vào bài, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách hành tốc link download ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào trong After Effects import cái video của mình vào để chúng ta bắt đầu thực hiện. Rồi, mình tạo một cái con với nó và ở đây thì mình sẽ giới hạn cái video của mình khoảng tầm 5 giây. Thì đây là cái video của chúng ta và ở đây thì nhân vật chúng ta đang nhìn trực tiếp vào camera và camera có di chuyển một chút ha. Mắt mở to như thế này thì rất là đơn giản để chúng ta có thể mask cái mắt này lại cũng như là track theo cái chuyển động camera rất là đơn giản. Thì thứ nhất là mình sẽ mask cái mắt này lại, thì đầu tiên mình sẽ duplicate cái laser này lên, đặt tên cho nó là Left Eye. Rồi với cái laser Left Eye này mình dùng pen tool, mình sẽ vẽ một cái mask như thế này, không cần phải quá chính xác đâu, chỉ cần làm sao cho bạn bo được cái mắt này thôi. Sau đó thì mình vào cái laser mask này chuyển chế độ thành non. Và sau đó mình sẽ bấm chuột phải của mask, chọn Track Mask. Sau đó thì ở trong cửa sổ Tracker mình sẽ chọn là Position Scale Rotation và sau đó mình sẽ bấm Track. Thì bạn sẽ thấy là cái After Effects nó sẽ thực hiện track cái con mắt của mình. Chúng ta sẽ đợi cho nó track xong cái con mắt của mình. Thì bạn thấy là với một cái cảnh quay mà diễn viên mở mắt to rõ cũng như là chúng ta chuyển động camera nó ok, nó mượt như thế này thì cái việc track theo con mắt của diễn viên rất là dễ thôi, không có vấn đề gì, nó không bị lệch máy như bạn thấy ha. Thì chúng ta sẽ đợi một chút, chúng ta có thể quan sát cái tiến độ track của nó với cái ô nhỏ đây, nó đang đếm số giây đây. Hiện tại mình track được khoảng tầm 1 giây rưỡi, 2 giây rồi. Thì bây giờ mình sẽ skip qua cái phần này để chúng đến cái lúc mà chúng ta track xong. Rồi thì bây giờ là After Effects đã track xong cái con mắt phía bên trái của mình rồi. Thì tương tự mình sẽ select cái video của mình, duplicate nó lên lần nữa. Lần này mình đặt tên cho nó là Right Eye. Rồi với cái Right Eye mình cũng làm tương tự ha. Mình sẽ dùng Pen Tool vẽ một cái mask như thế này. Và sau đó thì cũng tương tự, ở cái mask mình sẽ chọn chế độ là non. Sau đó thì mình bấm chuột phải giữa mask, chọn Track Mask. Và chúng ta cũng sẽ để cho After Effects nó track xong cái con mắt phía bên phải luôn. Rồi và như vậy là After Effects đã thực hiện track xong hai cái con mắt của mình. Thì bây giờ với hai con mắt này thì chúng ta đã có thể làm cho hai con mắt của mình sáng lên rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển hai cái mask này thành chế độ S trở lại. Để chúng ta solo từng cái laser, chúng ta sẽ thấy đây là từng con mắt của mình ha. Rồi thì bây giờ mình select từng cái laser này, mình áp dụng cái bộ trap code size để tạo ánh sáng. Và cái bộ này thì cái plugin này nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một cái ánh sáng lóe lên từ một cái laser. Và ở đây thì chúng ta chỉ việc kéo cái tâm của cái hiệu ứng này về tâm con mắt của cậu bé. Sau đó thì chúng ta có thể chuyển cái blend mode thành S để cho con mắt nó sáng hơn nữa. Rồi và chúng ta có thể vào trong cái Colorize, mình sẽ chọn một cái màu nào đó, ví dụ mình chọn cái màu xanh lá cây, được chưa? Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có thể tăng cái ray len này lên. Đó. Và mình sẽ vào phần Fractal Noise, enable cái Fractal Noise lên. Sau đó thì mình sẽ vào phần Shimmer. Trong phần Shimmer mình sẽ tăng cái amount lên khoảng tầm 80. Sau đó mình sẽ key cái face check vào ô use loop. Với cái face này mình đi đến cuối cái con của mình và thì mình sẽ cho nó chạy khoảng tầm 3 lần. Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái ánh sáng nó lấp lánh như thế này. Và để cho nhìn cho rõ hơn, mình sẽ select cái video góc của mình vào phần Effect Color Correction Exposure và mình sẽ giảm cái độ sáng của cái laser này lại.
Rồi bây giờ thì đến cái phần là khi mà cái video nó di chuyển thì cái tâm của cái hiệu ứng nó sẽ bị lệch, cho nên đây thì mình sẽ select cái laser size của mình, ghi cái support ở frame đầu tiên thì mình sẽ canh đúng cái con ngư của cậu bé, và đến cái frame cuối cùng thì mình cũng sẽ kéo cái con ngư này về phía đúng cái tâm con mắt của cậu bé, và như vậy chúng ta sẽ có cái laser nó bám theo con mắt của cậu bé như thế này. Rồi tiếp theo nữa thì sang cái right eye thì mình chỉ đơn thuần là mình sẽ copy cái hiệu ứng size của mình, Ctrl C dán vào đây, và cái việc còn lại là mình sẽ chỉnh lại cái support của mình sang cái con mắt bên phải. Đó, thì các bạn nhớ chỉnh lại cả hai cái key luôn ha, key đầu và key cuối luôn. Rồi và như vậy là chúng ta đã có cái hiệu ứng lóe sáng ở hai con mắt. Bây giờ thì để làm cho nó có vẻ ảo diệu hơn thì mình sẽ đưa vào một cái stop footage. Thì cái stop footage này thì là một cái hiệu ứng nguồn năng lượng tỏa ra như thế này, thì mình sẽ đưa vào trong scene, và để mà nó gắn vào con mắt cho nó đúng á, thì mình sẽ phải track cái con mắt này. Thì đây thì mình select cái footage video gốc của chúng ta, mình dùng mình sẽ solo cái laser này cho nó nhanh. Mình sẽ dùng pen tool, mình vẽ một cái mask viền xung quanh cái khuôn mặt của cậu bé như thế này. Rồi và cũng giống như nãy thì cái mask này mình sẽ để nó ở chế độ non, và sau đó thì mình sẽ về cái frame đầu tiên đi cho nó chuẩn chỉnh được ra. Rồi và bây giờ mình sẽ bấm chuột phải vào cái mask này, chọn track mask, và ở trong cửa sổ track mask thì mình sẽ chọn cái method là face tracking detail feature, và sau đó thì chúng ta sẽ track. Thì cái này After Effects nó sẽ tự động nó đọc cái cấu tạo khuôn mặt của cậu bé này, và nó sẽ tự động đặt các cái điểm track ở trên cái khuôn mặt này, vẫn tự động track theo luôn. Và như vậy chúng ta có thể dò theo được cái chuyển động của cái ví dụ như con mắt của cậu bé ha. Rồi thì chúng ta sẽ đợi một tí để cho After Effects nó track xong. Rồi bây giờ After Effects đã track xong rồi và chúng ta đã có cái các điểm track như thế này, thì bây giờ mình sẽ ví dụ chúng ta có thể vào cái phần mình mở cái laser này ra nè. Mình xuống phần face track point, và bây giờ ví dụ mình muốn lấy cái con mắt bên trái. Mắt bên trái là cái mắt thực ra là cái đối diện là bên phải của mình đó, thực ra mắt bên trái là bên đây. Thì chúng ta sẽ mở cái mắt bên trái ra, mình sẽ select cái left left inner được chưa, hay là left pupil, tức là cái tròng đen đi. Mình sẽ copy, bấm Ctrl C copy các key frame này. Sau đó thì với cái laser eyeball energy ball của mình á, mình sẽ scale nhỏ nó lại, đặt nó vào đây được chưa, và mình sẽ mở cái bộ dành ra, mình key một cái ở ngay điểm đầu, và sau đó mình sẽ Ctrl V dán cái keyframe vào. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là cái hiệu ứng mirror ball nó sẽ energy ball nó sẽ đi theo cái con mắt phía bên trái của mình. Ở đây mình sẽ chuyển cái play mode thành dạng F cho các bạn thấy đó. Và như vậy chúng ta đã có cái hiệu ứng tỏa sáng ở cho con mắt bên bên trái. Rồi chúng ta có thể đổi màu nó bằng cách mình vào Color Correction, Hue Saturation. Chúng ta đang dùng màu xanh lá cây cho nên mình sẽ đổi nó thành xanh lá cây. Rồi tiếp theo mình lại duplicate cái laser energy ball này, nhưng mà lần này thì mình sẽ mở cái bộ dành ra, bỏ hết key đi, mình chuyển nó qua bên mắt bên phải và key một cái ở đây. Sau đó thì mình xuống cái mục tracking, mở cái right eye ra, mình sẽ copy cái right pupil, Ctrl C, và mình sẽ dán nó vào đây đó. Và như vậy là chúng ta sẽ có hai cái laser nó bám theo hai con mắt của mình. Rồi và sau khi xong thì chúng ta sẽ bỏ solo các laser này để chúng ta xem cái kết quả của mình. Đó, và như vậy chúng ta đã có cái hiệu ứng
năng lượng cũng như là okay. Rồi thì như vậy là các bạn thấy chúng ta đã thực hiện được cái hiệu ứng của mình. Ở đây thì nó để làm cho cái năng lượng ở bên trong nó tỏa ra cho nó đẹp hơn, thì chúng ta có thể làm theo một bước, mình sẽ select cái laser energy ball của mình vào phần laser recombo nó. Chúng ta sẽ chọn là lip on HP in trong cái com này, chúng ta sẽ bấm OK. Rồi chúng ta sẽ có một cái com ha. Thì bây giờ mình sẽ vào trong cái com này, mình sẽ tạo một cái laser đặt tên nó là mask. Cái laser này thì mình sẽ áp dụng cái hiệu ứng burn ở trong After Effects. Hiệu ứng này nó sẽ tạo ra cái kiểu lan tỏa giống như bị cháy. Mình đặt đánh chữ burn vào CC burn film, mình thả nó vào đây. Và ở đây thì mình sẽ key cái thông số burn này để nó bắt đầu burn như thế này ha, từ 0 đến 100. Rồi cái laser bên này mình có thể scale nhỏ nó lại một chút khoảng này. Rồi và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái laser mask này để làm cái track mat cho cái energy ball của chúng ta đó. Và mình sẽ invert cái kết quả track mat lại. Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái hiệu ứng tỏa ra, cái năng lượng nó tỏa ra nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó thì tương tự như vậy, mình sẽ select cái con energy ball này ở trong cái cursor project, duplicate nó lên. Và lần này mình sẽ thế vào cái energy ball số 2 ở phía góc bên phải. Và để cho nó khác nhau thì mình sẽ select cái laser mask của cái thằng energy ball con 2 này, chúng ta sẽ cho cái random seed khác một tí. Đó là như vậy là chúng ta sẽ có cái kiểu lan tỏa nó khác ha. Rồi và như vậy là chúng ta hoàn thành cái bài hôm nay rất là đơn giản, và hy vọng là qua cái bài này thì các bạn cũng sẽ biết thêm những cái cách để chúng ta track mask hoặc là track khuôn mặt để mà lấy ra các cái điểm track để gắn vào các hiệu ứng ở trên khuôn mặt của diễn viên. Thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.